Sau lễ rước nước từ chùa Nôm về bao tái cho thành hoàng làng được kính cẩn thờ tại đỉnh Tam Tàng, sáng 11 tháng Giêng, người dân làng Nôm lại rước thánh ra chùa để lễ Phật và thỉnh mời mẫu thân cùng phu nhân của ngài về dự hội làng, hiến hưởng lòng thành cúng lễ của nhân dân và du khách thập phương. Đoàn rước đi giữa một không gian mang đậm đặc trưng của làng quê Bắc Bộ với cây đa, bến nước dân đình, cổng làng, giếng nước, cầu đá, chợ quê, nhà thờ cô kính. Du khách trong và ngoài nước đến với lễ hội lần đầu không khỏi bất ngờ với một không gian thấm đẫm những giá trị truyền thống của làng quê xưa. I feel very happy to visit the village today. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm lễ hội như thế này, tôi rất thích cảnh rước kiệu quanh làng và phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi lần đầu tiên tham dự lễ hội làng Nôm, tôi thấy là rất là xúc động bởi vì đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp, quý và quý báu của làng Nôm cũng như của dân tộc ta. Tôi ấn tượng nhất là cái sự trang trọng, hoành tráng cũng như là rất là đẹp và truyền thống. Có điều kiện chúng tôi sẽ rủ nhau lại đến. Lễ hội làng Nôm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội gắn liền với di tích đình làng, nơi thờ thành hoàng làng là Đức Thánh Tam Tàng, vị tướng thao lược toàn tài thời Hai Bà Trưng, đồng thời kết nối với linh thông cổ tự hay còn gọi là chùa Nôm, một điểm đến hấp dẫn du khách nhiều năm qua. Lễ hội làng Nôm này nó mang một tính chất lịch sử là từ đời Bà Trưng. Khi mà có thần hoàng ở đây, có cái đền để thờ thì là có cái lễ hội hàng năm, là chúng tôi năm nào cũng tổ chức, chỉ có vừa rồi là có 2 năm bị dừng thôi. Nếu cảnh quan làng Nôm là một báu vật cổ truyền giữa cuộc sống hiện đại thì lễ hội làng Nôm cùng những tập tục lễ nghi vẫn đang được thực hành nơi đây là phần hồn sống động cho báu vật ấy. Đến với làng Nôm, hòa mình vào với hội làng là trở về với những giá trị truyền thống của dân tộc. Nhưng mà cũng phải đi, già rồi phải đi chợ mua sắm Tết cho các cháu. Tôi đi chợ sắm lá rồi sắm hoa quả để về Tết của mình. Tết mà không có bánh chưng thì không phải là Tết. Tết thì nhà nào cũng cần ngũ quả, nên là chắc chắn là nhà cũng phải có một nải chuối. Còn chuối Tết là thường thường người ta hay kén chuối đẹp. Quả mà nó dài, rồi nó có tua tóc, mã nó xanh thì là đẹp. Thưa quý vị, là để chuẩn bị cho một cái Tết vừa đầy đủ về vật chất cũng như về tinh thần thì có một thú vui mà tất cả mọi người từ già đến trẻ đều vô cùng yêu thích. Đó là thú vui đi chợ Tết. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến anh Lê Minh Tư, là Phó Chủ tịch Hội Đồng Hương Hưng Yên tại Cộng hòa Liên bang Nga. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, anh Nguyễn Hồng Quân là những người trong Ban chấp hành Hội Đồng Hương Hưng Yên tại Cộng hòa Liên bang Nga để cùng trải nghiệm một ngôi chợ rất là đặc biệt. Vâng, xin chào các anh ạ. Hôm nay thì được trở về quê hương trong cái không khí mà cả nước đang nô nức đón chào năm mới, thì không biết là cảm nhận của các anh về sự đổi thay trên quê hương mình như thế nào ạ? Sau nhiều năm xa quê hương để mà làm ăn sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Nga, hôm nay chúng tôi lại được trở về và hôm nay rất là vinh dự được Đài Truyền hình Hưng Yên mời đi tham quan du xuân chợ trước ngày Tết như này, thì tự nhiên chúng tôi cảm thấy một cái ký ức ùa về trong lòng của mình. Mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa, thời bé rồi thời còn ở Việt Nam, mình được đi chợ trong ngày Tết nó như nào nào. Từ cái thời kinh tế thị trường còn rất khó khăn. Mặc dù là xã hội thì rất là hiện đại thì nhưng mà những chợ quê như này thì vẫn được gìn giữ và vẫn là cái nơi mà bà con tập trung rất là đông đúc, vẫn là sôi nổi buôn bán. Mời các anh cùng trải nghiệm một ngôi chợ rất là đặc trưng của người đồng bằng Bắc Bộ. Anh thì sang Nga đến nay là được gần 40 năm rồi. Vậy thì cái giai đoạn đầu mà anh mới sang như thế thì để có được một cái bánh chưng trong dịp Tết thì nó có khó khăn không ạ? Trong những cái năm đầu, lúc mà năm 1986 khi tôi sang Nga thì lúc đó là để mơ bánh chưng thì hầu như cũng có, kể cả gạo nếp cũng có. Sau những năm 90, trời năm 90 trở về sau thì mới có được. Cái những cái lúc mà ngày Tết mình còn không được về nên là rất là nhớ cái bánh chưng. Điều
đặc biệt so với nhiều các khu chợ khác. Đây là một cái khu chợ mà tiêu biểu của những người đồng bằng Bắc Bộ. Tập trung lại thì ví dụ họ có thể mang bán những sản phẩm nông nghiệp, trong đó thì họ mang bày bán cả những loại vật nuôi ở đây. Bây giờ những cái này thì ở những cái chợ hiện đại thì là không bán, nhưng mà chợ này thì vẫn cứ thường nhét là quê cổ thì vẫn còn những cái mặt hàng này mà nó cũng rất là ngạc nhiên. Chợ giống là bao nhiêu tiền chị? Vẫn chợ giống là loại to này 500, loại này thì chỉ có 300 đồng. Dạ nhỉ. Theo cái đấy, nhận được ra ngay rồi. Cứ đến dịp Tết là người ta sẽ mua chiếu, mua để dùng để cho cả gia đình là ngồi là ăn cơm, quây quần, sum họp. Khi mua chiếu là các cụ ngày xưa là thường là phải mua một đôi, kể cả dùng một chiếc. Cái ý nghĩa là chiếu nó có đôi, nó như là con người cũng vậy. Làm cái nghề này cho đến bây giờ là hơn 40 năm trong nghề, chuyên môn bán và sửa chữa dụng cụ, tin tưởng vào tay nghề làm tốt, đông người ta mang hàng đến cho tôi sửa chữa, đông vẹt. Có làng nôm là có chợ nôm, thì khi hình thành bao nhiêu đời nay thì tôi có nghĩa là lâu lắm rồi. Ngày xưa thì nó còn bán cả trâu bò. Khi chợ nào mà có bán trâu bán bò thì là chợ ấy to đông. Thế cho nên chợ này ngày xưa là cả cái vùng này, kể bên Thuận Thành, bên Cẩm Giàng với Văn Lâm đều tập trung ở cái chợ này lớn nhất ấy. Như hôm nay thì lần đầu tiên được đến chợ Lôm, nhiều cái mình không nghĩ rằng là bây giờ ở cái nét đẹp của Việt Nam, cái truyền thống, cái hồn quê ở chợ nó vẫn duy trì được ở chợ Lôm như này. Bây giờ mua hàng trên online rồi là tất cả có khi mình chỉ xem trên hình ảnh thế khác, xong mình gọi điện mình mang đến. Nhưng mình được đi chợ thì mình trực tiếp nhìn cái sản phẩm, những cái đặc trưng của quê, cái gì có thể mình chỉ mua mình tai nghe, mắt thấy tay nhìn, nó vẫn khác với cả mua trên mạng online. Những lần đầu tiên hôm nay được ở đây thì anh cũng thấy là cái nét văn hóa cổ kính vẫn còn nguyên đây. Hầu như các chợ bây giờ đều có quy mô hiện đại. Tuy nhiên là để mà còn những cái chợ như kiểu chợ Nôm bây giờ ấy thì là một cái gì đó rất là truyền thống. Cái này mình nghĩ là nên gìn giữ. Các anh sinh sống ở Nga thì từ nhiều năm như thế thì là mình có thường xuyên đi chợ ở bên Nga không, và cái điều khác biệt giữa chợ ở nước bạn so với chợ ở nước mình thì có cái điểm gì khác biệt ạ? Nếu như ở nhà chúng ta có cái khái niệm là đi chợ là chúng ta mang tiền đi để chúng ta được mua sắm, sắm sửa cho gia đình, sắm sửa những cái gì cho bản thân. Nhưng ở bên Nga chúng tôi đi chợ, cái khái niệm của đi chợ bên đấy là đi chợ để kiếm tiền. Nhất là cái thời tiết mùa đông như này, trong cái thời gian này thì chắc chắn là bà con mình là đang phải đi chợ dưới một cái không khí thời tiết rất là lạnh. Cảm ơn các anh đã dành thời gian cho chương trình Du Xuân của Đài Truyền hình Hưng Yên, và cũng xin chúc cho các anh một năm mới an khang thịnh vượng, và chúc cho những gì mà các anh mong muốn sẽ đều trở thành hiện thực. Hôm nay trong một không khí Tết đến xuân về, xuân Quý Mão, xin phép được thay mặt Ban Chấp hành Hội Đồng Hương Hưng Yên xin được gửi lời chúc sức khỏe tới bà con một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Dạ vâng, xin cảm ơn các anh. Thưa quý vị, dù hòa mình vào nhịp sống số, dù đủ đầy với những phiên chợ online, thế nhưng những phiên chợ ngày Tết thì vẫn luôn đông vui, tấp lập, người mua, người bán. Đó là bởi đi chợ ngày Tết đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của người Việt.